LTK Bonsai xin giới thiệu đến quý bà con video clip ngày 20 tháng 4 năm 2021 tại điểm bán đồ xưa của Thanh Triệu cho bà con mình có nhu cầu giao lưu. Rồi chào chị ơi. Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay chị có về một lô gốm Nam Bộ xưa gồm có chậu nha, với đồ đồng, với tranh phù điêu, đồng hồ dệt manin, với lo bông bí nha. Để giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Đây là mã số 1C đầu tiên. Đó chính là một cái lo bông bí nha. Đó, lo này vẫn còn hát được. Đó, cái này là em bao tuổi đời luôn nha. Tuổi đời là em bao trên 50 năm. Rồi quay. Kính chiều dài là 3 tấc. Cái mình nó 3 tấc ha. Dạ, vuông nhất cái thùng là 3 tấc. Rồi. Khoan quay vòng đi, coi nó có lỗi gì không thôi. Rồi. Rồi quay cái máy qua. Đó, đây cô chú chị mình xem giùm em nha. Đây gạt tắt nha. Đó, ngưng lại. Đó. Ok phải không? Dạ đây vẫn xài tốt bình thường cho cô chú chị mình luôn nha. Tuổi đời em bao lên là khoảng cỡ từng 60-70 năm trở lên nha, không có dứ nha. Tuổi đời em bao 60-70 năm trở lên, không có dứ 60-70 năm. Đó, lo bông bí này nó bằng thau nha cô chú chị mình nha. Có nhiều cái lo bằng sắt, có nhiều cái ít hiếm, cái loại hiếm có bằng thau lắm. Đường kính lo là 4 tấc rưỡi. Nó vẫn còn xài tốt. Nếu mà cô chú chị mình là có mua thì chú em tặng 2 cái đĩa than cho cô chú chị mình nha, với 2 cây kim. Đâu, để giao lưu với cái cô chú chị mình nha. Đó, tuổi đời thì em bao từ giá 60 năm ăn lên nha. Đó, rất là đẹp luôn. Có giá là 15 triệu, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đồ xưa 15 nha. Triệu, dạ, chuẩn xưa. Rồi. Đó, số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook luôn. Em tên Triệu, qua tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đây em có cây cân đồng nặng 1,4 kg. Đường giá cân của nó luôn là 2 tấc 2. Đó, cân này là nguyên cây bằng đồng luôn nha cô chú chị mình ha. Đó, từ dây xích cho đến móc khoen luôn. Đó, đây. Đây những cái khoen trong này là bằng inox. Đó, là nó tránh ma sát cọ đó. Rất là đẹp luôn nha, còn liền lạc luôn. Nói chung là tất cả nguyên cây bằng đồng hết. Đó, tuổi đời nó cũng khoảng tầm từ giá 30-40 năm lên lên. Đồng luôn anh. Đồng luôn. Dạ đúng rồi. Tại nó bị ngã tan đó, chứ em bao chất liệu bằng đồng. Nói chung là em bao nguyên cây bằng đồng. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, mã số 2C. Đó, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, cũng có giá là 1 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. 1 triệu em bao ship luôn. Đây, tới mã số 3. Đó chính là một cây cân vàng nha. Đó, cây cân vàng. Chất liệu bằng đồng hết, 4 trái cân của nó còn đầy đủ luôn nha. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em. Trọng lượng nặng của nó luôn là 1,3 kg. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha, rất là đẹp. Đó, đây, đây là 5 thân, này là 1 chỉ, 2 chỉ rồi nè. Đó, cái này là chắc một lượng nè, trong đây nó có để luôn nè. Đó. Dạ, đúng rồi. Em chỉ báo chiều cao thôi ha. Chiều cao lên là 3 tấc, bề ngang của nó luôn là 2 tấc 6, mã số 3. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1 triệu 4. Liền hay gài á? Dạ, liền hết luôn anh. Chỉ có cái này là gài nè. Cái này là liền. Đó, dạ đây. Đó, 1,4 triệu bao phí ship toàn quốc. Đó, số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây em còn 2 cái mâm. Đó, mã số 4C long ẩn mình. Đó, mâm dập nổi rất đẹp luôn nha. Đường kính 52, trọng lượng nặng là 1,2 kg. Đó, tuổi đời của nó là tầm từ giá 20-30 năm. Đó, mâm dập nổi long ẩn mình. Đó, long phụng ẩn mình đó. Đây, rất là đẹp, chưa đánh bóng chùi rửa theo bụi thời gian, nó ngã cái màu như vậy, mình đánh lại nó sáng như bộ lư. Có móc treo tường đàng hoàng nha cô chú chị mình ha. Đó, rất là đẹp. Đó, trọng lượng nặng là 1,2 kg một cái. Còn 2 cái em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, 1 cái là 1,2 triệu, bao phí ship toàn quốc, em thu hồi giá vốn lại nha. Đó, rất là đẹp. Đây, để em cho coi. Đó, 1,2 kg 50, em tính 1,2 kg à. Dạ đúng rồi, tích này là tích Khương Tử Nha câu cá. Còn 2 cái nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đó, này là thu hồi giá vốn 1,2 triệu một cái, bao phí ship toàn quốc cho chú anh chị mình luôn nha. Đó,
Số điện thoại của em là 0939 80 64 64, đó là số Zalo và Facebook luôn. Em tên Triệu, ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đó, em có một bộ lư quế. Dạ đây. Đó, bộ lư này là lư quế nha cô chú chị mình nha. Em bao đồ này là chuẩn xưa, tuổi đời nó khoảng trên 60 năm. Không có dứ. Đó, lư quế mặt bợm. Đây cô chú chị mình xem những cái mặt bợm qua văn họa tiết rất là đẹp luôn. Để em đo chiều cao từ đầu con lân xuống tới dưới cái chân con lân luôn là 3 tấc 9. Đó, từ mặt bợm bên đây qua tới mặt bợm bên đây luôn là nó 2 tấc 2. Đó, 2 tấc 2. Chưa chùi rửa đánh bóng gì hết. Đó, đây. Rất là đẹp luôn nha. Hàng này hàng đặc nha cô chú chị mình ha. Đó, cô chú chị mình xem cái đế dưới đó luôn. Em bao đồ chuẩn xưa nha. Đó. Em bao tuổi đời nó khoảng cỡ chừng 60 năm. Đó, cô chú chị mình xem cái lòng trong nhưng nó không có một miếng xi măng nào luôn. Đó, đây. Không có miếng xi măng nào hết. Nhưng mà cái nước ten của nó rất là đẹp. Đó, bộ lư quế rất là đẹp nha. Rất là liền, cặp chân đèn luôn. Đó, chân đèn cao lên là 3 tấc 4. Đó, cặp chân đèn đây cô chú chị mình xem cặp chân đèn giùm em nha. Đó, hàng liền lạc luôn, rất là đẹp. Đó, cặp chân đèn. Rồi để. Dạ đây. Rồi để em để này lên luôn. Đó. Đây, cặp chân đèn với bộ lư. Coi giùm em luôn anh ơi. Đó. 7 kg. Đó, cặp chân đèn với bộ lư 6 kg rưỡi anh ơi. 6 kg rưỡi. Đó, 6 kg rưỡi tính cô chú anh chị mình 6 kg. Đó. Bộ này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 4 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 4 triệu em bao ship luôn. Số điện thoại của em là 0939 80 64 64, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây, tới em có cặp chân nến Pháp xưa. Đó, chân này chân nến nha, Pháp xưa. Cái này là ngày xưa nó mờ dễ dàng nè, mà bây giờ nó theo năm tháng nó chóc cái lớp dễ dàng ra thì ở trong đây là nó chất liệu là bằng đồng. Nghiêng à, nó nghiêng. Dạ đúng rồi, tại cái bàn quay của em nó hơi nghiêng á. Dạ tại cái bàn quay em nó có cái mô. Đó, chiều cao lên là 86. Chiều cao lên là 86 nha. Đường kính ống của nó luôn là 1 tấc 2. Đó, đường kính ống là 1 tấc 2. Đó, 12 phân. Đây, còn cái dĩa chân đèn của nó luôn là 1 tấc 7. Đó. Chân đèn. Đó, chân đèn cày Pháp xưa. Đó, em bao là đồ ngay ngắn rất là đẹp. Dạ đúng rồi, ta cầm nguyên cái đèn cày bự á anh. Còn đèn cày ly bự á, ta cầm vô. Bên kia nó còn dính đèn cày nữa kìa. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em cái đế dưới. Đó. Cũng rất là nặng. Đó, đây mã số 6C. Đây, cô chú anh chị mình xem giùm em. Em bao chất liệu bằng đồng nha. Đó, đánh bóng lên một cái nó sáng dữ lắm luôn nha. Tại vì cái này nó theo thời gian nó chóc nè. Không có nứt gãy gì phải không? Dạ không, không có bị nứt gãy hoặc là đắp giá chỗ nào hết. Đây một cặp luôn. Rất là đẹp. Đó, đây của chú chị mình xem giùm em nha. Đây. Cặp này 5 kg, 5,5 kg mà tính 5 kg. Đó. Cặp chân nến, đó, đèn cày. Rất là đẹp luôn, mã số 6C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 3 triệu rưỡi bao phí ship toàn quốc luôn nha. 3 triệu rưỡi em bao phí ship toàn quốc luôn. Đây tới cái em có một cái đèn Pháp xưa. Cây này là em bao chất liệu bằng đồng. Đó, họng đồng. Chỉ có mờ chân đồng này hết luôn. Đó, chỉ có ống khói là dưới mờ bầu là bầu pha lê. Đó, em bao đồ Pháp xưa luôn. Đó, một tuổi đời nó có khoảng cỡ 50 năm. Đó, chiều cao lên là 1m05, tính luôn từ ống khói đi xuống dài xuống nha. Đó, 1m05. Đây, tim thì em mới thay lại, tim nó đã hết tim rồi, em mới thay tim mới lại, nó tim nó cũng khó mua lắm nha. Đây, dẫn lên, dặn lên, dặn xuống bình thường. Tim lớn nha. Đó, cái tim này xài cũng giá bèo lắm, cũng khoảng mười mấy năm. Bầu là còn nguyên si, bầu pha lê rất đẹp. Màu xanh. Đó, chân nến là, cái này là hình, cái này là Đức Chúa hay gì nè. Đó, dưới này hình một phụ nữ nè. Có hình ba người. Đó, đây một người nè, hai người, ba người. Mà em không biết cái hình này là dáng sao nha. Cô chú anh chị mình biết thì dịch giùm em. Đó, em bao chất liệu bằng đồng nha. Đây, cô chú anh chị mình xem chân dứ. Đó, em bao chất liệu bằng đồng cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, rất là đẹp luôn nha. Cao là 1m05. Đó, đây.
cân nặng của nó luôn á là 3,5 kg. Đó, đèn này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 10 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Quên đo cái bầu cái. Đây. Đường kính bầu là 1 tấc 7. Đó, đường kính bầu là 1 tấc 7. Bây giờ để mà quay sát cho trọng trọng mới được. Dạ rồi. Đây. Đó. Rồi bỏ lên. Đứng cái gì? Chanh. Đây, dẹp cái đó. Đây tao em. Để sao đi, cho lên chậu đi. Rồi rồi. Đây nó nắng để cho nó hết cái nắng đi. Rồi gì? Đây. Chậu luôn, rồi lên chậu. Đây. Lên chậu. Đây tới mã số 16, đó tức là một cái chậu song long chanh châu. Lấy cái gõ coi. Đó, chưa chà rửa nha. Hôm qua về bị mắc mưa còn dính sình bùn tùm lum hết trơn. Đó, lành tích cũng được 98%. Chắc chỗ này dính nước sơn nè anh. Đó, chỗ này thì nó dính nước sơn nha. Đó. Chiều cao lên là 37. Chậu mã số 16C. Đó, phủ bì là 66. Lọt lòng là 53. Lọt lòng là 53, song long chanh châu rất là đẹp luôn nha. Liên lạc luôn, lành lặn luôn nha. Đó. Đây, cô chú anh chị mình xem cho em đế nó luôn, cũng liền luôn nha. Chậu này tuổi đời nó cũng khoảng từ giá là 30-40 năm ăn lên, không có dứ. Đó, song long chanh châu. Đó, cái này đánh bóng chùi rửa là một cái nó sáng hới rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2,5 triệu. 2,5 triệu em bao phí ship toàn quốc. Mã số 16C. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook luôn. Em tên Triệu, qua tại khu vực Hoàng, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Chậu này cũng có một gân đường gân tóc nha. Đây để em đo đi rồi em báo thông số luôn. Cao lên là 34, mã số 17. Phủ bì là 57. Lọt lòng là 46. Đó, đây có đường gân tóc bên đây nè. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đó, đây, đường gân tóc một đường nè. Đó, trên miệng này thôi. Không có gì hết, cũng giống như là tóc gió vậy đó. Đây, bên đây đường nữa là hai đường. Tóc gió vậy thôi à, chứ không có gì hết trơn nha cô chú anh chị mình ha. Nó chỉ trên miệng thôi. Dạ đúng rồi, có gì em chụp hình em báo cho. Đây. Chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, song long chanh châu có giá 2 triệu. Bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó, 2 triệu em bao phí ship toàn quốc luôn. Đó. Rất là đẹp luôn, chưa đánh bóng chùi rửa luôn. Tuổi đời những cái chậu này là từ giá 30-40 năm ăn lên hết trơn, không có dứ đâu. Đó, em bao cho cô chú anh chị mình luôn nha. Không có dứ 30-40 năm. Đây, tới chậu 18. Đây, 18C. Chiều cao 37. Phủ bì là 65. Lọt lòng là 52. Mã số 18C, gồng dãy nổi rất đẹp. Dạ này là chậu Biên Hòa. Dạ đúng rồi, chưa đánh bóng chùi rửa luôn. Rất là đẹp luôn nha. Dạ đúng rồi, âm thanh còn chất lượng luôn nha cô chú chị mình ha. Mã số 18C, rất là đẹp. Đó, đây. Đó, bên đây thì chắc có đường gân nè. Đó, tại em mới thấy. Thấy là chỉ liền. Đó, đây cô chú chị mình xem nhìn cái đường gân ở đây khoảng có 2 tấc. Đó, đây. Chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2,3 triệu. 2,3 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 2,3 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook luôn. Em tên chị qua tại khu vực Hoàng, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 19C. Đây. Chiều cao lên là 35. Phủ bì á, là 66. Lọt lòng là 53. Đó, chậu này cũng có gân tóc nha. Tóc gió một đường ở đây. Nhưng mà âm thanh còn chất lượng, tức là nó chưa có bị nứt tét nha. Cái này gì đây? Khoan, cái để em quay qua đây để em chở lên trên luôn nè. Đó, lật lên trên gì luôn nè. Trông dễ thấy hơn. Dạ, trông dễ thấy hơn hả? Trông dễ thấy hơn thì ở trong. Đây. Ở đây có một đường tóc gió luôn nha. Đó, cô chú chị mình xem cái đường tóc gió ở đây. Đó.
nhưng mà âm thanh nó còn rất là chất lượng nha. Đây, nãy em thấy ngoài rõ hơn. Đó, đây nè, đường tốc gió nè, của chúng chị mình xem giùm em nha. Đó, cái này qua lên đây khoảng cỡ 2 tấc. Này có dán keo gì? Chưa dán luôn, nói chung là tại vì tốc gió là chưa có dán keo luôn nha. Đó, đây, rất là đẹp luôn. Sông Long Chanh Châu, chậu này thì lái thiêu. Dạ, đúng rồi. Chậu này chậu lái thiêu, rất là già chậu nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, có giá là 2.2 triệu, bao phí ship toàn quốc cho chúng chị mình luôn nha. 2.200.000 em bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đó, tới cái chậu mã số 20C. Chậu này lành tích khá là cao nha. Đó, lành tích của khoảng 99%. Chiều cao lên là 40. Đây, phủ bì. Phủ bì là 72. Lọt lòng của nó luôn là 59. Đó. Đây, chậu mã số 20. Đây, ở dưới đít này chắc nó cũng có dính xi măng, để hơi đó em coi lại dưới đít coi nha cô chú anh chị mình ha. Có sao là em báo chính xác cho cô chú anh chị mình luôn. Đó. Đây, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Đây, dít này không có, nó chỉ dính thôi, dính cái mặt trong thôi. Em tưởng nó nứt nó đắp nhưng mà thật sự không có nha. Tại mới mua về chưa kiểm tra luôn. Đó, chậu này đánh bóng lên cái nó rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, chắc lâu ngày người ta dính ở trong đó thôi. Chậu này tuổi đời nó khoảng cái từ giá là 4-50 năm ăn lên chứ không có dứ nha cô chú anh chị mình ha. Sông Long Chanh Châu mã số 20. Có giá là 4.2 triệu, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó. Đây. Đó, đây còn mã số 21. Chậu này thì nó dính xi măng thôi, dính hơi hơi xi măng nè. Nếu mà cô chú anh chị mình có mua thì chúng em sẽ cạo xi măng ra cho cô chú anh chị mình luôn. Chứ thật sự chậu này còn rất là đẹp luôn nha. Lành tích cũng 99% luôn. Chiều cao lên là 40 luôn. Phủ bì là 71. Lọt lòng là 58. Đó, chậu mã số 21. Đây, dính xi măng trên miệng nè anh. Đó, cái này mình cạo ra được. Nãy mình chưa coi được. Đây. Đó, này nó nhám nhám nè. Đó, chứ thật sự nó màu xanh ngọc rất là đẹp luôn nha. Cái này mình cạo ra cái một à, với nhám mình sạc sơ nó cái thôi là ra liền luôn hả. Đó, đây, cô chú chị mình xem cái đế nó giùm em nha. Đế còn liền lạc luôn. Đó, đây. Đồng giá cũng là 4.2 triệu, bao phí ship toàn quốc luôn nha. Mã số 21, 4.200.000 em bao phí ship toàn quốc cho quý chị mình luôn. Đó, tới mã số 10. Đó, một cặp mã số 10 nha. Dạ đúng rồi anh. Tại nãy em sắp thêm cái mã lộn xộn, cô chú anh chị mình có chốt mã nào thì thấy ghi rõ giùm mã đó, nhớ mã giùm em nha. Số 10C đó chính là một cặp Sông Long Chanh Châu. Đó, một cặp Sông Long Chanh Châu rất là đẹp luôn nha. Đây. Chiều cao lên là 83. Đường kính miệng là 30. Cổ bình là 62. Bụng bình á là 120. Sông Long Chanh Châu. Bình này tuổi đời nó cũng từ giá là khoảng cỡ 50 năm. Đó, từ giá 40 năm ăn lên, không có dư. Đây cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đó, rất là đẹp luôn. Dạ đâu. Đây, chỗ này là nó bị có giống như là nứt nhẹ nhưng mà cái này lỗi men. Đó, trên này nè. Đó, nó lỗi men vậy đó. Dạ. Đây, của chúng chị mình xem giùm em nha. Rất là đẹp. Đó, ở dưới là không bị gì hết. Dạ. Cái này nó lỗi men trên này anh. Đúng rồi. Chóc cái cạnh men thôi. Nhưng mà em bao là đựng nước là ok. Đó, mã số 10C. Đây, còn cái miệng này là nứt nè. Đó. Tại vì nó theo 5 tháng tuổi đời của nó nha, của chúng chị mình ha. Đó. Cũng là 4-50 năm rồi. Đây, bình mã số 10C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Bình này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 5.500.000, bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đây. Đó. 5.500.000 em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Để đi, để đi. Đây cái Sông Long Chanh Châu này luôn nha. Đó. Đây.
là Song Long Chanh Châu luôn nha cô chú chị mình ha. Cái này thì lành tích. Đúng rồi anh, tại cái bàn nó bị mô. Cái bàn nó chấm hàng nó bị mô chính giữa. Đây, chiều cao lên là 81. Nó phủ bì là 31. Đó rồi. Đó rồi. Không có, nó xê xịt một phân à. Khác hả? Dạ, nó xê xịt một phân à. Cổ là 63. Đó. Đây, bụng của nó là 201. Đó, tại vì là khổ thủ công tay. Bởi vì nó không có mờ chính xác, em đo chính xác cho cô chú anh chị mình luôn nha. Nhưng mà nó là một cặp. Đó, một cặp nha, cũng là Song Long Chanh Châu luôn. Đây, cái này là nguyên vẹn lành tích 99% nha. Không có đắp giá bể mẻ nứt chỗ nào hết. Đó, đây. Này là dính xi măng chứ không phải là lãi của nó nha. Tại vì bình lớn người ta kỹ. Cạnh này nó cũng hơi mẻ chút ha. Dạ. Cái đó thì không sao, đồ này cũng hẳn cỡ 40-50 năm ăn lên này. Đó, đây. Rồi. Đây, đó, bình này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 6.7 triệu. 6 triệu 700 ngàn bao phí ship toàn quốc. Còn nếu mà cô mua, chú anh chị mình mua một cặp thì em bớt tiền cà phê lại. Cái hồi nãy là 5 triệu rưỡi, cái này là 6 triệu 7 nha. Đó. Đây, số điện thoại của em là 0939 80 6464. Đó là số Zalo và Facebook luôn nha. Đây. Tới mã số 8C. Đó là một bộ chanh tùng hạt rất là đẹp nha. Đây, chiều cao lên là 80. Đây, bề ngang là 40, là em đo một tấm đó nha. Đó, còn 4 tấm mà gặp lại là 1m6 lần đó nha cô chú chị mình ha. Cao lên 80, tùng hạt. Cái này là ốc xưa. Đó, này là ốc xưa nha, này ta cẩn ốc xưa, còn gỗ là gỗ thường thôi. Đó, cây là gỗ thường. Đó, cái này là ốc xưa, tùng hạt rất là đẹp luôn. Đây, cô chú chị mình xem giùm em cái đế dưới nha. Đế dưới là liền lạc 99% luôn. Rất là đẹp. Một bức tranh tùng hạt. Đó, đây. Cây là cây thường thôi. Đó. Cây thì dày một phân. Đó. Mã số 8C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 3.3 triệu. Bao phí ship toàn quốc luôn nha. Ở gần thì chúng em bớt tiền cà phê là chút đỉnh nha. Đó. Số điện thoại của em là 0939 80 6464. Đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây, tới em con một bộ tranh Mai Lan Cúc Trúc tranh đá. Đó. Chanh đá nha, rất là đẹp luôn. Mã số 9, 4 tấm, chiều cao lên là 70, bề ngang một tấm luôn là 2 tấc 9. Đó, mã số 9 nha cô chú anh chị mình, nhớ mã số giùm em. Đó, Mai Lan Cúc Trúc nha cô chú anh chị mình ha, rất là đẹp luôn. Đó, đây chanh đá, đá thì dày cũng có một phân. Đó, đây để trong nha. Đó, tuổi đời nó khoảng có tầm từ giá là 20-30 năm trở lại thôi nha, chứ không có tuổi đời nó không có cao nha cô chú chị mình ha, cỡ 20-30 năm trở lại thôi. Đó, bộ này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, thu hồi giá vốn luôn 2.5 triệu, bao phí ship toàn quốc luôn nha. 2.5 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Nó rất là đẹp luôn. Đó, đây. Đó, chanh đá. Số điện thoại của em là 0939 80 6464. Đó là số Zalo và Facebook luôn. Em tên Triệu, ở tại khu vực Hoàng, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ luôn. Đó. Đây, đó, đây, tới em có một bộ ly nha. Cái này là đồ Pháp xưa nha. Em bao pha lê Pháp xưa, chuẩn luôn. 6 cái ly với một cái bình. Hình bông đào vẽ tay rất là đẹp luôn. Này vẽ tay cộm luôn nè. Này là Pháp xưa luôn. Đó, hai da rất là đẹp luôn nha. Ly là cao lên 1 tấc 1. Đường kính miệng ly là nó 4 phân. Đây, pha ly. Chiều cao cái bình lên 2 tấc 4. Bụng bình khoảng cỡ 3 tấc mấy nha. Đó. Vẽ tay nha cô chú chị mình ha, hoa văn là vẽ tay không, rất là đẹp luôn. Pha ly, đồ Pháp xưa. Em bao tuổi đời Pháp xưa luôn nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em, hàng nguyên si lành lặn rất là đẹp luôn. Đó, đây của chú chị mình xem giùm em nha. Đây cái bình đây, đó nắp. Nắp là cũng là pha lê luôn. Đó, hai da. Đây. Đó, rất là đẹp. Dạ đây. Đó, rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha. Đây, pha lê hai da. Đó, bộ này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn.
cũng có giá là 5 triệu bao phí ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Đó, 5 triệu em bao phí ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook luôn nha. Đây tới em có ly nha. 6 cái 6 màu. Đó, một bộ 6 cái 6 màu khác nhau. Đó, rất là đẹp luôn, mã số 13C. Đây em đo thử một cái nha. Cao lên là 2 tấc. Đường kính miệng cũng là 8 phân. Rồi, sang vòng. Đó. Pha lê luôn, cũng là pha lê 2 da. Đồ này em bao chuẩn đồ Pháp xưa. Đó, rồi, tuổi đời là em bao em bao tuổi đời của nó luôn là khoảng cỡ 3-40 năm ăn lên. Cỡ 40 năm ăn lên. Rồi. Tuổi đời là em bao 40 năm ăn lên nha. Bao cho cô chú anh chị mình luôn. Bộ này em giao lưu cho cô chú anh chị luôn, có giá là 4 triệu. 4 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 4 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook luôn nha. Đây, tới em có một cái phù điêu đồng hồ. Đó, lấy cái vít dặn cái này cái máy ra luôn. Đó, để em đo thử coi nha. Đây, cao lên là 40. Mặt lớn nhất của nó luôn là 2 tấc rưỡi. Mặt trên này á, là 1 tấc 9. Đó, đây, dặn ra luôn. Đây, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đó, để em mở cái... Dạ, đúng rồi. Đây, mặt của nó đây. Dạ, cái này chắc của Italy hay gì anh? Đó, rồi xây qua là gì được rồi. Đó, đây. Đó, rất là đẹp luôn nha. Mã số 11C vẫn còn xài tốt. Chùi dầu xong xuôi hết trơn rồi. Đây, đem chỉnh giờ nửa tiếng là gõ một lần. Chỉnh bòn. Đây, mặt men rất là đẹp luôn nha. Đó, đây của chú chị mình xem giùm em. Đó, đồng nguyên khối đúc rất là đẹp luôn. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Đó, đây. Đó, bao cho cô chú anh chị mình xài thoải mái vô tư luôn. Chân nến của nó đây. Chân nến của nó luôn là cao lên là 4 tấc 3. Đó, đây, chân nến cũng liền lạc, không có bị hư bể chỗ nào nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, bộ mã số 11C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 15 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó, 15 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, hồi nãy là này mấy ký ta? Đó, cái này là 4,5 ký. Còn hồi nãy chân nến em quên coi. Đó, cô chú chị mình cộng lại giùm em 2 cái nha. Đó, rất là đẹp luôn. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đó, em tên Triệu, qua tại khu vực Hoàng, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đó. Đây, tụi em có một cái bàn Pháp xưa nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Bàn Pháp xưa. Chiều dài còn một cái duy nhất luôn. Chiều dài là 1m2. Bề ngang lớn nhất của nó luôn là 50. Màu xanh ngọc rất là đẹp luôn nha. Đây. Chiều cao của nó luôn là 43. Đó. Đây, bốn chân này là bằng đồng, viền này cũng là bằng đồng luôn, nhưng mà tại vì nó xuống màu đồng nhìn thấy nó rất là đẹp này, đánh bóng lên cái nó rất là sáng hới nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, tình trạng bàn này thì đó, cũng có gân, cái này là gân nứt một đường nè. Gân nứt một đường nè, nhưng mà tại vì người ta đã làm lại từ hồi xưa tới giờ luôn rồi. Đó. Dạ đúng rồi, đường ngang ngang đây. Đó. Rồi dỡ lên coi. Đó, đây. Đó. Còn nguyên cái khối đá này là cẩm thạch rất là đẹp luôn nha. Rồi, mặt đỡ là dán ép. Đó, cái này là dán ép, mặt đỡ, cái này là sắt nha. Đó. Để nó đỡ lên đó. Nó chịu lực. Chiều dày cái miếng đá này cũng là 2 phân đó. Đá cẩm thạch xanh rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, đây. Bàn này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 9 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó, đây. Tới em có cái đồng hồ. Đó, đồng hồ này thì ở đằng sau nó để rẹt manin là của Đức nha. Đó, để em đo chiều cao coi. Chiều cao lên là 2m1. Bề ngang. Gỗ gì vậy? Dạ, cái này là gỗ sòi anh. Bề ngang là 52. Dày vô, bề dày vô là 3 tấc. Mặt đồng hồ như để ngoài. Đó, mặt đồng hồ thì... 2 tấc 8. Đó, đây.
Chú anh chị mình xem kỹ giùm em, rất là đẹp luôn. Đó, trên là sao chăng. Đó, lịch sao chăng. Đó. Đây còn cái này là nó có cái âm. Đó, 4 bài nhạc nha. 12 gông, 12 búa. Chữ nổi ha. Dạ, à, dạ đúng rồi anh. À, cái này có 8 gông hả anh ơi, 8 gông, 8 búa hả? Dạ. Để em coi lộn cái kia. Đó, đằng sau là để dệt manin đang. Ấy luôn, đó. 8 gông, 8 búa, rất là đẹp luôn nha, liền lạc lành lặn luôn. Đây, tạ xích. Đó, cô chú chị mình xem giùm em, quả lắc của nó là khoảng cỡ 1 tấc mấy, 1 tấc rưỡi à. Cái mặt quả lắc cỡ 1 tấc rưỡi, vẫn xài tốt bình thường nha. Đó. Đây, tuổi đời của nó luôn á là khoảng cỡ tầm từ lúc mà thập niên 80. Đó, đồng hồ này là từ lúc là thập niên cỡ thập niên 80. Đó, đây. Đó, rất là đẹp, rất là liền lạc luôn. Nói chung là cây là không có hư mục gì chỗ nào hết. Chỉ có những chỗ này nó hơi chày nhâm nhâm tí xíu thôi. Chứ còn rất là còn nguyên luôn nha. Đây, máy đây cô chú chị mình xem cái đời máy giùm em nha. Đó. Đây, 8 gông, 8 búa. Quýnh thì rất là hay. Đó. Cha quá, người xa quá. Có gì chụp hình á. Dạ, có gì chụp hình hỗ trợ thêm. Đây. Đây, cái mặt lưng này nó quay ra ngoài á, nó quay được cái máy. Rồi, chú Quân An hoạt động tốt ha. Dạ, đúng rồi anh. Đó, máy này em cho, cái đồng hồ này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 25 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đây cái mặt sau của nó đây nha. Đó, cái mặt sau này của nó là một miếng vải gì nè. Cô chú anh chị mình muốn em làm một lọng cái miếng cây đắp vô cũng vẫn được luôn. Em sẽ làm cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó. Dạ đúng rồi. Đó. Đây, số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Thanh chịu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình. À, dạ đây còn chiếc một chiếc bít 3 nha. Đó, chiếc bít 3, đó, mã số 22C, bít 3 này là của Ý nha. Đó, em bao luôn, bít 3 chứ không phải là bít 3, 5 bít ta là khác nha. Bao là máy móc là còn ok, giấy tờ là hợp lệ nha, hết xăng này. Dạ, đời thì em cũng không có nắm chính xác tại trong giấy. Đó, hết xăng rồi nha. Cái này thì em sẽ thử cho cô chú chị mình quay gõ thử cho cô chú chị mình thêm, hỗ trợ thêm, dạ. Đó, màu đen. Cái này là nhà sưu tầm người ta đang chơi nha. Rất là đẹp luôn, bít 3. Đó, đây. Chiếc này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 19 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. Giấy tờ làm sao? Giấy tờ là hợp lệ, em bao không tranh chấp. Bao giấy tờ hợp lệ không tranh chấp cho cô chú anh chị mình nha. Đó, rất là đẹp luôn. Có gì cho hỗ trợ cho Phan nha. Dạ rồi, ok anh. Dạ đây. Đó. Giấy tờ là em bao không tranh chấp. Đó, giấy tờ thì hợp lệ không tranh chấp gì hết. Em bao giá là 19 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Thanh chịu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ clip em là TK Bonsai. Thanh chịu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.